cho những người nào đã cập nhật tín hiệu với mình thì những cái giờ tới đây và nguyên cái cuối tuần này phải đi sát với mình đi sát với mình để tránh cái trường hợp sập đổ hoặc tránh hoặc để trải nghiệm những cây nến 10.000 đô 15.000 đô cẩn thận cẩn thận và cẩn thận cuối tuần này nhớ là cái 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 gọi là cái gọi là cái thị trường bitcoin spot bạn chỉ có bạn có thể mua 24 47 000 tuần ngày mai là công nhận là, là thứ tư thứ tư thứ năm bắt đầu thứ năm thứ sáu ok thứ năm thứ sáu ok nếu nó công nhận giá đi lên trên mây đúng không nhưng mà thứ sáu kết thúc thứ sáu là nó ngừng hoạt động bởi vì nó là cái spot bitcoin etf nó là những cái quỹ lãnh đạo thế giới nó cũng nghỉ cuối tuần nó không phải là oh, bạn có thể lên sàn Binance để giao dịch vân 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 nhưng mà cái quan trọng là cái cuối tuần này bởi vì tại sao cái nếu SEC công nhận và nhà nước công nhận có nghĩa là Bitcoin ở đây chấm hết trong những cái năm chờ uh, trong tương lai tới đây vậy thôi và bởi vì vậy cái đóng dấu như vậy đó thì nó mở cửa cho bao nhiêu người đã nói xấu về Bitcoin cũng giống như Peter. Peter là người chỉ uh, giao dịch vàng thôi. Thì, thì 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 có thể cái cuối tuần này là nó bay. Rồi sao? Rồi nó bay tiếp tục nó bay hay là nó tới một giai đoạn nào đó rồi nó sập 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 sập. Nhớ mình nói về cái con giá 50 ngàn nó vẫn nằm trên bàn. Nhưng sau 50 ngàn là sao? nó lên 50 uh, 50 ngàn 500 58 ngàn 65 ngàn Hay là nó sập một cái vèo đi xuống Tiền điện tử không phải là mình Mình không nói là tiền điện tử là giống như là uh, Bitcoin hay là đồng này đồng nọ Mình đang nói và gọi là credit Ok là thẻ tín dụng Trên toàn cầu sử dụng Nó tới nó tới bao nhiêu phần trăm hơn tiền đô la như vậy Thì thiệt sự nha Hồi đó đến giờ mình đã dùng tiền điện tử rồi nhưng mà cái tiền điện tử đó là tất cả những cái nhà nước gọi là những cái nhà băng trung ương trên toàn cầu quản lý nó nhưng bị chuẩn bị tới đây nó là tiền điện tử thiệt nó là bitcoin một cái tài sản nhà nước trên toàn cầu không có thể quản lý được mà chỉ có chấp nhận nó thôi bitcoin cũng giống như là một cái black hole có nghĩa là một cái là ở ngoài hành tinh nó nó có một cái 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 gì đó cái cái một cái lỗ màu đen mà nó hút hết tất cả mọi thứ vô và hình dung đó tất cả những cái tài sản trước đây ô oh, đầu tư bất động sản của cổ phần trái phiếu nhà nước uh, lúa mì lúa gạo vân vân và vân vân sẽ được hút vô bitcoin cho mình xin một ngón tay để bạn tìm được bạn tìm được giá trị lúc mà thông tin xảy ra thì mình sẽ lan tỏa nó trên cái nền tảng này và trên cái nền tảng này ok cho những người nào muốn đọc thì đọc ở trên đây cho những người nào muốn nghe ok thì nó là nằm ở đâu nó nằm ở tiktok